Rồi, mình sẽ đến với phần đầu tiên, tạo quản lý sản phẩm. Rồi, hôm nay mình sẽ học bài đầu tiên của câu sau. Thì nói chung thì em vô ngay giữa giữa thì mình học trước cái F&B cũng không liên quan câu sau. Tuy nhiên á thì là cái logic mà để quản lý quản trị á, thì nó giống nhau à, nó giống nhau ở chỗ là tất cả các kênh bán hàng hay là gì nó đều dồn vào một nền tảng duy nhất, thì có xe cũng vậy thôi. Thì quan trọng đó là mình có xe thì mình đọc mình hiểu hết những cái đáp này là được. Nghĩa là bây giờ ví dụ như anh chưa nói gì hết, anh lít từng cái vậy, có thể em sẽ không hiểu 100% nó để làm gì, nhưng mà mình sẽ mường tượng được à, cái tính năng này nó để làm cái gì, mường tượng thôi. À, ví dụ như trang chủ rồi bỏ qua ông nói cái chỗ này để làm cái gì, giờ chưa dạy gì hết. Có nghĩa là mình sẽ có những sản phẩm mình tạo được sản phẩm Tạo sản phẩm ừ. đấy. Rồi tương tự này, Tại dịch vụ tạo dịch vụ đó. Này này tạo đơn hàng đặt đơn hàng, đơn kiểm soát các đơn hàng, tương tự kiểm nhưng soát các đơn đặt chỗ dịch vụ chỗ này. các ưu đãi giảm giá thì quản lý cung cấp Quản lý supplier của mình, quản lý khách hàng của mình, quản lý quản lý các cuộc gọi, các quản lý các kho, quản lý túi tiền, gì xin các báo cáo kèm báo cáo, bảo hành sản phẩm, các kênh tiếp thị. Hết rồi, xong xong rồi đó, khỏi học biết hết rồi. Ủa còn gì nữa đâu Hảo, ngồi xuống 5 phút hỏi cái gì trả lời được cái đó rồi học gì nữa cho mệt và chi tiết à, học vào chi tiết à. Ok, thật ra thì anh cũng phải nói lại thôi, cái yêu cầu của team cho nên mà dành cho các bạn trong một cái tuần học này, nó không phải là bắt các bạn học thuộc lòng 100% tất cả những cái câu chữ trên này, mà cái mà anh cần đó là khi mà hỏi đến cái vụ, ví dụ như là em ơi em tạo giùm anh một cái mã giảm giá, ít nhất em phải biết vô đây rồi em biết lít vô đây, em biết lít vô tới đây cái đã, rồi bất kỳ một cái gì trong này mà không hiểu nó cũng có giải thích à, thấy không, có giải thích đó. Thì cái mà mình cần đó là mình biết lít vô đâu để mình tạo cái tính này là xong. Còn bây giờ anh không thể nào mà khảo em 100% em thuộc hết ở trong đây có bao nhiêu chữ, bao nhiêu câu, nhưng anh cũng không làm được, không có trainer nào làm được, cho nên là khi mình làm không được mình không phải siêu nhân, cho nên là mình cũng không có được quyền yêu cầu, cho nên là cũng giống như F&B thôi, mình học để mình serve khách hàng, thì cái mình cần là mình hiểu được bản chất của nó. Hôm qua anh nói rồi, và nói là mình hiểu đầu tiên mình phải hiểu bản chất cái tính năng đó để nó làm cái gì xong xuôi. Khi mình hiểu được bản chất rồi thì mình sẽ run nó rất là nhanh chóng, và em sẽ nhớ à, mình ngồi mình nắm được bản chất rồi thì mình làm được. Okay. Với câu sale thì hôm nay mình sẽ học cách tạo sản phẩm cực kỳ đơn giản. Em đã từng bán sản phẩm nào ở đâu chưa? Em chưa quản lý về hành tiết kiệm Em bán cho anh đó. ở dạ Là em bán cho nó hay bán đâu? không phải khi có đơn bán trên mạng xã hội ở trên Facebook khi có đơn thì sẽ tạo đơn ở trên Tức là em còn bán trên Facebook. dạ Là đã nhất là đã bán Facebook rồi đúng không? Cái cách tạo sản phẩm trên Facebook thì sao? trên Facebook thì em chỉ vận hành là
Mình bảo bà lên bài nghe chứ em À, thì mình post bài thôi đúng không, mình chụp cái ảnh lên xong mình viết mấy câu xong bán, ai mua thì bắt đầu đặt bên ngoài. Thì đó thì ít nhất là em cũng đã bắt đầu tạo sản phẩm ở trên Facebook, mình tạo cái chuyện mà mình chụp tấm ảnh lên nó bình thường như. Thì đó là mới là trên nền tảng Facebook thôi, còn đây là một nền tảng bán hàng chuyên nghiệp và đa kênh. À, với Go Sale thì đa kênh em học bài OOV rồi đúng không? Ừ. Đó, mình có những kênh bán hàng nào? à, có Mình giúp khách hàng seller quản lý những kênh bán hàng nào? à, Web. app À. à, landing Em page thấy à, có mạng xã hội như Facebook, Facebook, Zalo, Shopee, Shopee, Yahoo, bán hàng qua call center, Dropbox. POS, TikTok. Đâu nào, còn nữa không? Hết rồi. Nhiều đó là nhiều lắm rồi. Thì khi mà mình bán hàng đa kênh như vậy, cái điểm mạnh nhất của mình là cái tính đồng bộ của mình. Đây là này, cô sẽ thích cái là đồng bộ sản phẩm. Hôm nay mình học về sản phẩm rồi, anh sẽ nói rõ về từ đồng bộ sản phẩm. Đồng bộ sản phẩm nghĩa là khi em đăng sản phẩm ở một nơi của GoSale, là tại trang GoSale, thì những cái tín hiệu, những hình ảnh, những cái câu chữ mô tả sản phẩm nó sẽ truyền đến hết những cái kênh còn lại. Mà mình chỉ làm một lần nhất mà không cần phải đến từng kênh mình post 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 nắm chỗ này không? Kể cả sàn của sau đây Đúng rồi, mình đọc bộ là thì hôm nay mình học nè. À, thì cái mà cái tính hiệu quả nó để hiện ở chỗ cái từ đồng bộ. Bây giờ nếu mà không có cái chuyện đồng bộ thì em tưởng tượng như là nếu mà em có 10 cái shop trên Shopee, một shop Lazada, một shop TikTok, bán trên Facebook, bán trên Zalo, bán trên web, bán tại cửa hàng, bán tùm lum kênh. Và mỗi một kênh mà em đăng, ví dụ em lại cái ví dụ con chuột này tiếp, em đăng con chuột này lên, em đăng cả 20 kênh như vậy thì em phải làm tới 20 lần xong đúng không? Mệt không? Tốn thời gian mà bực mình. Trong khi với GoSale không, một phát một đơn giản. Cho nên lần khi là mình khi là mình làm đó, là mình cũng hiểu cái bản chất, cái tính năng của mình nó hay ở chỗ nào, là mình thể hiện tối đa nó là được. Còn cái thao tác nó hết sức đơn giản. Hôm nay mình sẽ học thao tác. Hôm nay mình sẽ học qua lần này dọc. Rồi tạo sản phẩm xong mình sẽ bỏ lên trên website mình bán. Ok. Rồi mình sẽ đến với phần đầu tiên, tạo quản lý sản phẩm. Với GoSale thì khi mà khách hàng ký hợp đồng với mình đó, thì họ sẽ được cấp một tài khoản và với trang admin như vậy để họ bắt đầu set up mọi thứ. Thì về trang giao diện của mình đó, nó cũng liệt kê một số cái step, các bước mà người ta cần phải làm. Anh chỉ thiếu mỗi cái tên tên miền riêng thôi, lý do tại vì anh là một tài khoản của công ty, còn anh không phải là một doanh nghiệp nào đó cũng được, cho nên anh không thích tên miền, còn lại anh đã làm xong hết 5 trên 6 bước full. À rồi, để tạo sản phẩm mình vào đây đó. Mà em chưa học mà em cũng biết là tạo sản phẩm, em vào cái tab sản phẩm, click vào sản phẩm. Trong cái sản phẩm này nó sẽ có các dòng sau, tất cả sản phẩm là cái nơi mà nó sẽ chứa thông tin của toàn bộ sản phẩm mình đang có. Kho sản phẩm là cái nơi cũng là toàn bộ sản phẩm, nhưng mà cái tập trung của nó là vào cái số lượng, hiểu không? Cái số lượng sản phẩm. Chuyển hàng là cái khu vực dùng để theo dõi các đơn chuyển hàng từ chi nhánh A sang chi nhánh B của mình nha, chứ không phải là đi giao hàng cho người ta nha. Bộ sưu tập sản phẩm là nơi để set up những cái danh mục riêng, ví dụ những cái nhóm ngành hàng nào cùng một loại thì bỏ vô một bộ sưu tập để giúp cho người ta tìm kiếm nó dễ hơn. Đánh giá sản phẩm là để cái nơi mà để kiểm soát được cái số rating đánh giá từ cái phía người mua. Họ mua thành công xong họ vô họ đánh giá, đồ dở quá 1 sao tắt đi liền, tao để cho người khác thấy. À,
đồ xịn quá, 4 5 sao hiện lên liền cho người ta thấy vui đó, thấy không? Shop anh Minh 5 sao thì hiện lên, còn 1 sao thì tắt đi. Còn nếu em muốn hiện lên thì mình cứ mở lên. Rồi số email sorry là một gì, và cái chuỗi ký tự dùng để quản lý những cái sản phẩm đặc biệt, hàng hiệu hoặc là đồ máy móc là nó được quản lý bằng email sorry. Và chút xíu cái này nó rõ hơn. Lô hàng và vị trí. Lô hàng là quản lý những cái lần nhập hàng, và nó có mỗi một lần như vậy đó, nó có đính kèm theo cái số lượng sản phẩm chính xác của từng loại sản phẩm và cái ngày khách hàng của nó. Vị trí là cái tab dành cho cái khu vực nào mà dành cho cái nhóm khách hàng mà muốn muốn set up ở trong cái kho hàng của mình, cụ thể có bao nhiêu vị trí đặt hàng để hàng một tính nào thể tích này đó, để quản lý chặt chẽ luôn cái từng cái bộ phận nào đó, từng sản phẩm nào cụ thể luôn. Ví dụ nó ứng với những cái khách hàng mà liên quan đến cái nhóm ngành như là nhà thuốc, nhà thuốc đó thì họ không có quăng đồ lung tung được, họ phải để ví dụ thuốc A trị bệnh gì là phải để cho học A, là họ cần đúng cái vị trí đó để không có lệch lạc đi. Tuy nhiên là mình trên vai trò mình là một cái người mà thiết lập một cái phần mềm, cho nên mình bắt buộc phải có nhiều tính năng để đáp ứng nhiều cái nhu cầu khách hàng, chứ không phải là rảnh đâu mà tự nhiên có thêm cái tính năng này. Còn ví dụ mà em bán vải, em bán ba cái đồ quăng chỗ nào cũng được, miễn là xếp gọn gàng là được, thì không cần cái tính năng này thì chúng ta không cần tạo ở đây, hiểu không? Tương tự có vị trí thì sẽ kiểm soát cái phiếu xuất nhập vị trí để kiểm soát chặt chẽ hàng hóa. Rồi kho, có kho hàng thì có tính năng kiểm kho, mỗi lần ông sếp ông yêu cầu đến đến lại hàng hóa sẽ có người phụ trách đó. Đây là tất cả các danh mục con của cái danh mục sản phẩm, và cái focus nhiều nhất của ngày hôm nay sẽ là phần tạo một sản phẩm. Rồi khi em click vào tất cả sản phẩm thì em thấy được rằng là tài khoản của team cho nên là đã có sẵn, cho nên là em thấy rằng nó có rất nhiều sản phẩm ở đây, và con số đó em đã là 79, nghĩa là cửa hàng bánh năng lượng của team Channel đang có 79 sản phẩm. Rồi để tạo một sản phẩm mới chúng ta rất dễ dàng, click vào ô. Để mà tạo được một sản phẩm thành công yêu cầu người ta, một người tạo sản phẩm điền hết tất cả các dòng này nếu cần thiết. Những cái bắt buộc tạo như là bắt buộc phải có tên sản phẩm, mô tả sản phẩm, hình ảnh sản phẩm, giá sản phẩm, nhiêu đó là đủ. Còn những cái dưới này thêm cũng được, không thêm cũng không sao. Tuy nhiên khi mà mình bán trên web làm sao, mình muốn bán trên các sàn thương mại điện tử, em muốn bán sàn nào thì em list vô đây. Ví dụ anh tạo sản phẩm này, anh điền xong em tên Thu đúng không? Rồi em điền xong xuôi cái em muốn bán lên Shopee thì em list vô đây. Một số thông tin chưa hợp lệ. Đây, yêu cầu phải có những cái này, bắt buộc phải có hình ảnh, bắt buộc phải có cái gì đó thì nó mới cho lên. Thì một trong những cái bắt buộc đó là khi các lên các sàn thương mại điện tử này nè, bắt buộc em phải có cái phần nhóm. Hiểu như thế nào là phần nhóm không? Cho một ví dụ đi, nguyên tắc học của anh mình không định nghĩa được thì hãy cho một ví dụ. không đặt được lệnh Cái câu đầu chưa đúng, câu sau thì đúng. Ngành hàng là thêm, còn nhóm của cái sản phẩm là, ví dụ cái điện thoại di động iPhone thì nó sẽ có thể phân nhóm theo kiểu gì? điện tử Đó là phân loại ngành. dễ vỡ. Cái đó là yêu cầu tính chất của sản phẩm. Phân nhóm của hàng hóa, ví dụ iPhone thì là
nhóm là iPhone 15, iPhone 16, iPhone 17, iPhone 14. Rồi trong cái nhóm iPhone 15 chẳng hạn nó có cái gì? Phân nhóm theo màu sắc, màu gold, màu white, màu yellow, màu pink, màu purple, màu gì đó. Hoặc người ta có thể phân nhóm theo dung lượng của iPhone, ví dụ 256 GB, 512 GB, 1 TB, 128 GB, đúng không? Thì tùy theo cái phân nhóm người ta sẽ phân nhóm. À, rồi anh sẽ giải thích sơ hết xong anh sẽ mở một cái sản phẩm có sẵn để không đỡ tốn thời gian. Rồi giá, giá được định nghĩa. Hình ảnh thì không nói rồi nha, hình ảnh thì em hiểu rồi, còn phải bỏ hình vô đây rồi. Giá niêm yết, giá bán, giá gốc, giá niêm yết và giá bán rồi giá gốc là ba cái ô giá, đặc biệt bắt buộc phải có cái giá bán, tốt nhất điền đầy đủ ba ô này. Giá niêm yết được nghĩa là, được định nghĩa là giá thị trường. Giá bán là giá shop mình quyết định bán. Giá gốc là giá mình nhập về bao nhiêu. À, thì tôi Phải đi bắt buộc đi. cái giá gốc này không còn được. Nhưng mà thường người ta sẽ điền để biết rõ. Thuế Thuế bán hàng là nếu mà sản phẩm này em muốn để thuế thì em thuế, còn không thì không áp dụng thuế. Đó. Rồi anh sẽ demo một số cái cần chú ý, ví dụ khi em tạo sản phẩm em có bỏ vào một bộ sưu tập nào không, ví dụ ở trong này có một số bộ sưu tập như bộ sưu tập xe xịn hay một bộ sưu tập bánh kem gì đó thì em sẽ bỏ vô. Quản lý kho hàng, cái SKU này em bỏ trống thì tự động hệ thống nó tạo mã vạch tương tự. Quản lý kho hàng, à cái đặc biệt nhất nó có ở chỗ này, nó có hai cái gì quản lý: quản lý theo số lượng sản phẩm hay quản lý theo số email series. Thì cho anh hỏi em biết là anh hỏi em có biết được những sản phẩm nào có số email series mỹ phẩm, ví dụ tại sao phải làm xôi mày đâu chỉ vô phức tạp gì. Có mã SKU rồi, sản phẩm nào cũng có SKU hết mà lại thải thêm cái số email sorry để làm cái giống gì biết. Có nhiều sản phẩm giống nhau, SKU mà SKU là giờ cũng giống nhau rồi đó. Không nằm chưa biết. Rồi một số sản phẩm chính hãng và những sản phẩm hàng hiệu cần phải được gọi là quản lý theo số email series. Tại sao vậy? Tại vì những cái hãng đó đưa ra những cái chính sách đó là nó đưa ra những cái sản phẩm gọi là duy nhất, có nghĩa là trên thế giới chỉ tồn tại một sản phẩm đó với cái số email là anh ví dụ 1 2 4 5 6 7. Người ta nói đến cái iPhone, iPhone 15 với số email 1 2 4 5 6 7 là search ở trên cái trang của Apple ra đúng cái để gọi là không thể nào gọi là hàng giả được, và nó giúp cho các nhà quản lý sản phẩm ở hàng kiểm soát toàn bộ các sản phẩm trên thế giới đang ở đâu, đang lưu hành ở đâu, và nếu mà cần bảo hành họ cũng check được có phải hàng của họ hay không. Đó, đó là lý do tại sao mà mình muốn kiểm tra hàng hàng kêu hàng phát đó là mình lấy quản lý theo cái số email. À, em có bao giờ đi check hàng kêu hàng phát bằng cái số cho số series chưa? Nhưng mà em biết là có Khi em search, khi em search thông tin hàng giày Adidas, giày Nike thì bật lát hốt sản phẩm Gucci cái gì cũng phải là check sorry. Cái đó là những cái gọi là tiêu chí nó sẽ được độc quyền của những hàng, của những hàng mà là uy tín cao cấp. Tại sao những cái hàng không cao cấp họ không làm vậy?
Tôi nghĩ là mình không có cái gì giá trị đấy thì khó để làm giả, ý là người ta không làm giả để cố mà không Đá hàng rẻ đôi dép 15.000 rồi, đá rẻ vậy còn làm giả ăn chi cho nó mệt nữa, đúng không? Cho nên cái chuyện mà kiểm soát này nó không quan trọng. Cho nên rằng là cho nên là khi mà mình tạo sản phẩm, cái đầu tiên mình xác định nó là sản phẩm được quản lý theo kiểu gì. Nếu em bán những cái sản phẩm không có liên quan đến số email, sorry, thì em chọn quản lý sản phẩm. Nếu em bán những sản phẩm có quản lý theo số email và sorry, thì mình chọn theo số email sorry. Và cái cách nhập số của nó khác. Ví dụ anh chọn sản phẩm thì ở đây anh có thể nhập vô ví dụ như là 15 chẳng hạn, 15 chẳng hạn, 18 chẳng hạn. Còn đối với nếu anh quản lý theo số email series thì cái cách nhập của mình nó sẽ là nhập khác, em phải nhập đúng cái số series luôn của nó luôn, mình bấm lưu lại thì nó mới ghi nhận là một sản phẩm. Thế cho này đó, mình phải nhập những thông tin này trước, phải bỏ ảnh vô bắt đầu mới nhập để hệ thống nó load. Em fill đi nè, fill mô tả hình ảnh dẹp vô giá xong xuôi phân loại xong xuôi rồi mới điền số lượng bên này. Rồi để mà vận chuyển được, tính tiền vận chuyển, tính tầng tiền ship thì cần phải có khối lượng và kích thước các nhà vận chuyển yêu cầu, đúng không? Em muốn giao hàng cho người ta em phải có, hồi nãy em cũng nói cho anh biết là em đã gửi đơn cho tiết kiệm rồi này, đúng không? Thì người ta yêu cầu trọng lượng bao nhiêu, khối lượng bao nhiêu phải kê khai ra, chứ không có kê khai nó không tính tiền được đó, cho nên là bắt buộc phải bỏ ra đây. Rồi bán cái sản phẩm này trên nền tảng nào, ứng dụng là app, web, tại cửa hàng là POS, qua social lên trên Facebook và Zalo, tất cả những cái này. Rồi khi em điền hết tất cả thông tin vào, mình muốn bán lên cái sàn nào thì mình click vô đây. Đó. Rồi anh sẽ mượn một cái sản phẩm mà anh đã tạo sẵn cho nó đỡ tốn thời gian. Ví dụ bây giờ cái bánh mì baguette đây, đã một sản phẩm. Đây. Hình ảnh nó có thuế bán hàng, có giá, có SKU, có phân loại chỉnh giá ở đây. SKU là lúc mình tạo xong tận, và cái này được quản lý theo sản phẩm, nó không có quản lý là số email sorry. Rồi một số cái phần mà cần học thêm ở chỗ này như sau. Đơn vị, đơn vị bán tức nghĩa là em bán theo cái gì, ổ bánh mì hay là cái hay là cái gì. Ở đây đơn vị quy đổi thêm hay không, đơn vị quy đổi nghĩa là có một số sản phẩm họ bán theo cái, xong họ có thể bán theo 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 hộp, theo thùng, theo tá. Đây hộp 10, thùng 100. Đây nhìn ở đây hiểu là nó ra cái gì không, nhìn ở đây hiểu tại sao phải đưa ra những quy đổi nhà. Để những khách đặt Đặt kiểu gì, ví dụ khách sẽ rồi anh sẽ cho em coi cái nó hiện thật. Đây, hết hàng. Giờ anh cập nhật còn khó. Hết hàng rồi. Giờ mình đi vô mình chỉnh số lượng để cho nó có hàng ra đặt. Để mình chỉnh số lượng thì mình vô kho nè. Muốn tìm sản phẩm là cho nhau. Và động thái của người ta kia từ nó có một cái bản quản để cứ làm bình thường bình thường chắc là em biết là có người lại
Đây nè, bánh mì baguette. Giờ mình thêm nó hết rồi. Giờ mình vô mình đặt năm chi nhánh mình thay đổi. Sản phẩm này được quản lý theo lô, vui lòng cập nhật trong lô hàng rồi nhập về. À, sản phẩm này theo lô, mình vô lô hàng mình nhập về. Lô hàng là có bánh mì. Đây. Đâu hết rồi. Bánh mì baguette em tồn kho ổ xong. Nè. Lô hàng mà mình nhập thêm vô. Đó, cái cách mình thêm tại cái sản phẩm này đang được nằm trong một cái lô hàng nào đó thì mình thêm vào từ cái lô. Coi coi nó có không. Nó hết hàng cho anh phải cập nhật. Đây, có hàng rồi nha. Đây. À, đơn vị mặc định không. Đáng lẽ cái đơn vị chỗ này nó không phải chữ mặc định mà là do mình tạo cái sản phẩm mình không điền cái đơn vị của nó. Bây giờ anh sẽ vô anh chỉnh sửa lại, giống như là anh đang tạo một sản phẩm mới hoặc là chỉnh sửa. Đây là nó là do một cái thiếu sót nhỏ của cái người tạo sản phẩm này. Ngoài cái việc mà em fill những thông tin ra thì em cần phải điền cái đơn vị bán. Đơn vị bán chỗ này bỏ trống. Đáng là phải là cái mới đúng, hoặc là ổ bánh mì. Bánh mì thì thường người ta bán là ổ đúng không? Ổ. Lâu lại. Em lâu xong rồi em đi ra em coi nè. Nó sẽ có chỗ này nó không phải chữ mặc định mà nó là chữ ổ. Đây. À. Mua một ổ là 100 ngàn. Một hộp là một cái gì 90, thùng là 800 ngàn. Đúng là lý do tại sao mình một hộp 10 cái mà lại 90 ngàn, do mình set up sai chỗ này, do mình set up lại. Tại vì lúc mà mình thiết lập cái đơn vị quy đổi đó, mình phải đặt cái giá cho nó đúng. Một hộp 10 ổ, mà 10 ổ là bao nhiêu tiền một hộp 10 ổ? Đây nè, do mình nhập nè, thấy không? Đáng lẽ là 900 ngàn mới đúng. Giá gì Tối đa 100 ngàn. Một hộp 10 ổ. Giá niêm yết 1 triệu. Mười ổ, cái này phải 10 triệu. Tại vì một ổ là 100 ngàn mà. Rồi, nãy giờ biết anh đang thay đổi cái gì không? Tìm Thay đổi cái quy cách họ chọn lựa giữa các đơn vị với nhau. Nè, ngoài cái việc điền thông tin sản phẩm thì em biết rồi đúng không? Thì mình đang ở cái bước gọi là thiết lập một cái gọi là cái đơn vị bán. Sẽ có những, anh nói là sẽ có những sản phẩm bán một cái, một hộp, một tá, một thùng. Nắm cái này không? Đó. Ví dụ đi, sản phẩm nào mà một cá cũng bán, mà một tá cũng bán, hay một thùng cũng bán. chúng Trứng. À, xong 10 bạn hỏi cả 10 rồi nghĩ tới trứng. Đó. Bình thường em có giờ em đi ra tiệm em mua một quả trứng không? Đó. Chắc bà đi siêu thị không quá. Đúng không? Mấy cái người mà ở một mình đó là họ thường họ họ đâu có lưu trữ nhiều, cho nên họ đi ra tiệm tạp hóa kế bên họ mua bán con hai cây trứng cũng có. Những cái người mà ở gia đình thì thường người ta đi siêu thị người ta mua một vỉ trứng đó,
thì một trái cũng bán, một vỉ cũng bán, một thùng trứng cũng bán, cho nên rằng là cần phải lên những cái đơn vị như vậy. Mình thử lại bạn. À, 900 ngàn. À, mua một cái là như một cái là 100 ngàn. Một hộp 10 cái thì tôi bán 900 ngàn. Một thùng 100 cái tôi bán 8 triệu. Đó, anh set up lại đúng logic rồi. Đó. Bạn mua một cái tôi bán 100 ngàn. Bạn mua 10 cái thì tôi bỏ vô cái hộp cho bạn. Nhưng mà tôi giảm khoảng 10%. Đó, đúng logic, mua số lượng nhiều chút được giảm. Mà nếu bạn mua hàng kiểu mà mua về cho tổ chức đại tiệc luôn, mua một thùng 100 cái tôi bớt tiếp thêm 10% nữa, 20%. Đó, đúng rồi, sẽ đọc rồi. Thì đây là cái cách mà mình handle một cái sản phẩm. Khách hàng sẽ hỏi cái này là rất nhiều các bạn sẽ à, ví dụ như giờ ta mua sỉ bán sao, mua sỉ mình phải thiết lập theo kiểu đơn vị quy đổi như vậy. Cái này gọi là đơn vị quy đổi. Rồi tiếp, cái này là một dạng giá bán sỉ và phía dưới này là một dạng giá bán sỉ khác nữa. Giá bán sỉ nghĩa là gì? Tôi cho phép mua số lượng nhiều, nó cũng na ná như cái tính trên kia, tính năng trên kia, nhưng mà cái này nó đi vào chính xác cái từ mà giá sỉ. Ví dụ giá đặt tên của nó là mua theo kiểu đại lý cấp 1 tới đại lý cấp 2 đi, mua đại lý cấp 2 mua 5 cái 100 ngàn một cái, giá cho một sản phẩm là sẽ là 95 ngàn, tại vì nó giá một cái là 100 ngàn đúng không, mua 5 cái thì mỗi cái tôi tính 95 ngàn, áp dụng cho ai đó. À, cái phần này là mình sẽ học sau, nhưng mà cái chỗ này, cái nhóm khách hàng này em chưa học, nhưng mà em cần phải hiểu là mình cái giá bán sỉ này thiết lập cho cụ thể một ai đó, cho những cái người nào mà thuộc dạng mà mình gọi là mối của mình, hiểu không? Còn cái tính năng hồi nãy là ai mua cũng được, mình cứ mua đúng cái đó là được cái giá, không chỗ này không. Còn ở đây là mình cũng có thể set up cho tất cả hàng, nhưng mà nó sẽ đi theo chiều hướng là cụ thể là ai đó, ví dụ đại lý, những cái người trong nhóm đại lý mới được nha. Rồi tiếp, đại lý cấp 1, đại lý cấp 1 bạn mua từ 30 cái tôi mới bán, giá mỗi cái là 85 ngàn. À, áp dụng cho nhóm đại lý. Rồi, cũng là một cái việc mà giảm giá cho những cái người mua nhiều, nhưng em thấy rõ là hai cái tính năng này nó mang hai cái hơi hướng khác nha. Cho nên là với vai trò một bạn CS và phục vụ khách hàng, là em cần phải hiểu rõ bản chất của cái là anh đang còn anh đi rất chậm, anh phân tích từng cái bản chất nha. Chứ còn cái thao tác thì em thấy nó đơn giản, nó không có cái gì khó. Thao tác này nó không, thì không lẽ mình viết mấy cái này cũng được đúng không, hình ảnh nó bỏ vô. Rồi tiếp, đặt cọc. Đặt cọc nghĩa là nếu mình muốn người ta muốn mua cái này á, cái người buyer muốn mua cái này họ phải xuống bao nhiêu tiền để đặt cọc thì họ thì mình thiết lập cho họ. Và tính năng này thì khi mà mình cái này mình đã cài đặt theo hướng này rồi thì mình sẽ không có thể cài đặt cái gì được. À, một số cái sản phẩm nào cần phải đặt cọc, khi nào thì nhà bán hàng sẽ thiết lập tính năng đặt cọc. Ví dụ như là mua hàng, ví dụ hàng chưa có Mua hàng order đúng không, có nhập hàng Quảng Châu không? Ở thì em có biết mấy cái dịch vụ gom hàng Quảng Châu này nữa. Thì đó nó na ná vậy đó, nhưng mà một số cái á, một số, mình đừng có nghĩ theo cái hướng như vậy, anh nói ví dụ về để em hiểu thôi. Một số cái sản phẩm ví dụ như đặt một bộ salon chẳng hạn,
phải đợi người ta gia công chứ. Dạ. Anh muốn người ta gia công thì anh đặt cọc đi, đúng không? Thì đó là những sản phẩm cần đặt cọc. Rồi thuộc tính, thuộc tính được hiểu rằng là nó là dạng như là ví dụ như một số cái sản phẩm mà có những cái thông số kỹ à, ví dụ như là sao ta, một cái loa đi, Dạ. cái loa mà nó đâu, cái công suất của cái loa nó tính theo bao nhiêu cái nó gọi là cái độ lắng nghe, nó là cái gì đó, quên rồi. À, cái tần số nó bao nhiêu hẹt đó, đại loại vậy. Thì người ta muốn nhập cái thuộc tính vào để làm chi, tại sao phải nhập vô, để cái người mua họ đọc họ hiểu những cái. À, cảm ơn bạn Linh Nguyễn là Siben rồi, cảm ơn bạn. Đúng rồi đó. Thì đây là những cái thông tin để mình thấy rõ hơn cho cái sản phẩm của mình. À, rồi phía dưới này là những cái thiết lập từ khóa SEO. Cái này là ở cái bài mà bài 8 qua là em đã nói tại sao phải đặt cái SEO, là em hiểu rồi. Nhưng mà tại vì hôm nay cũng có cái mạng kia thì mình nói lại luôn, đó là khu vực mà thiết lập từ khóa SEO này là khu vực mà Go Sale mình để cho những cái nhà bán hàng, nếu mà họ muốn chạy cái những cái tính năng hoặc là những cái dịch vụ làm SEO sau này, thì họ đặt những cái từ khóa đã vô đây để chi, để nó tô những cái từ khóa này lên, người ta họ tìm đến cái website mình hoặc là tìm đến sản phẩm của mình nhanh chóng hơn khi mà họ sử dụng dịch vụ SEO, họ làm SEO đó. Thì ví dụ như với cái bánh bánh mì này thì mình đặt từ khóa là gì, hôm qua học rồi, giờ kiểm tra bài thử. Tiêu đề, cái này là tên sản phẩm mà trainer đã đặt, chưa có tối ưu đâu. Bây giờ khảo bài thử coi, mặc dù cái này không có ra trong bài kiểm tra nhưng mà khảo bài thử coi. Hôm qua mới mới ví dụ rồi, nhớ cái bài ví dụ con chuột không? Bánh mì Pháp, bánh mì baguette Pháp ngon giòn tan đó, ví dụ như vậy đúng không? Đó thì những cái từ khóa là bánh mì bơ, bánh mì giòn, bánh mì Pháp, được không? Đó, cái cách mình làm SEO đó là rồi. Ok rồi, ở bên này em thấy ha, cũng đã có cái số lượng và thông tin liên quan đến kích thước rồi. Mình muốn bán hàng lên Shopee hay TikTok thì mình cứ kích hoạt tích vô đây, nó sẽ đẩy lên những cái kênh mà mình đã kết nối. Thì cái phần này á, nó sẽ có cái bài sau, một cái lộ trình học, nó sẽ có những cái hình, anh nhớ không lầm như là bài bài 3 là em sẽ học bán hàng trên cái kênh này, và lúc đó mình sẽ hiểu được thì cái việc mà kết nối giữa cái kênh này vào GoSale. Và với cái bài hôm nay thì anh chỉ nói rằng là nếu mà muốn bán lên TikTok thì tích vô đây là xong. À, đó thì trở lại với cái tính năng đồng bộ sản phẩm của mình, khi em điền hết tất cả thông tin này thì coi như là em đã tạo một sản phẩm, em bấm lưu lại là tạo một sản phẩm. Cái gì thông tin nào không hợp lệ, gì xóa đi, anh không cần thông tin mà em ví dụ thôi mà. Rồi đó này, mình nãy anh mở thuộc tính mà nó không nhập á là nó báo lỗi, bây giờ anh không cần thuộc tính, sản phẩm thì không cần thuộc tính đó. Thì khi mà mình tạo xong một sản phẩm thì mình quyết định bán lên cái kênh nào thì nó sẽ hiện những cái kênh mà đang bán hàng ở đây. Ví dụ như sản phẩm này đang bán trên Shopee luôn, sản phẩm này là đang bán trên TikTok và trên web của mình. Tức nghĩa là một, em tạo sản phẩm ở GoSale của mình là chắc chắn nó sẽ lên web, lên POS của mình rồi. À, và bây giờ em muốn nó lên trên kia thì em tích mấy dấu thôi, và mình có thể sử dụng bộ lọc những cái sản phẩm bán từ chỗ nào ngừng, đã tắt, đang lỗi gì đó, chi nhánh nào, bộ sưu tập nào, tìm được hết ở đây. Đó. Rồi tạo sản phẩm, có hỏi anh gì chỗ này không?
Mà nãy cũng đã nói về cái nguyên tắc lúc mà tạo sản phẩm bằng quản lý bằng số email rồi. Nhập số email nó khác với lại nhập cái số lượng, nó khác với lại cái nhập đại con số vô nhập. Số email là em phải nhập đúng cái số email vô nó mới tính là một sản phẩm. Được không? Này, ví dụ số email thì ở đây. Những sản phẩm này được quản lý bằng số email. Đó. Muốn coi list vô coi. Nè. Kho hàng, món cập nhật kho hàng. Tại sao nó khóa rồi? À, tại vì cái này đó là ban đầu đó, là được set up cho trong cái kho Tân Bình là cái kho mà gọi là kho thuê. Buổi sáng sẽ học cái kho thuê, thì cái này tạm thời chưa giải thích là lý do tại sao là nó không có cập nhật theo ở cái kho Tân Bình này được. Tại vì những cái sản phẩm mà đặt trong đây đó là nó được fit, không chỉnh sửa gì nữa. À, là do lúc mình tạo ban đầu thôi, thì cái phần mà kho thuê á nó sẽ nằm ở bài sau ha, tạm thời mình chưa biết nó, anh sợ em rồi. Thì nói chung là cái cách mà nhập cái thông số mà liên quan đến cái số lượng mà liên quan đến số email là em phải nhập đúng số series email đó là được. Rồi ví dụ như là một cái sản phẩm bất kỳ nào đó, mình cũng có thể quản lý kho hàng theo cái kiểu là mình vào cái kho này mình coi bất kỳ cái sản phẩm nào mình đánh tên nó là mình sẽ coi được số lượng còn bao nhiêu trong chi nhánh nào. Bây giờ ví dụ cái số lượng này nè còn 99 nhưng mà chỉ 99 trong một chi nhánh thôi. Bây giờ mình bấm thay đổi đi, thay đổi hết tất cả số lượng 300 đi. Mình bấm đổi. À, lý do tại sao mà có 5 cái chi nhánh nhưng mà chỉ có hai cái kho thôi, à nó sẽ được giải thích ở cái bài kho thôi. Này, hồi nãy nó báo lỗi nhưng mà nó biến thành này sao kỳ vậy ta. Nó lộn, nó lỗi gì đó. Ví dụ mình chỉ chọn quận 12 thôi thì sao? Có lỗi gì chỗ này không? Lại được. Nhưng mà nó chưa đổi số. Cái này chắc do mạng hay gì vậy? Mạng chậm á là nó sẽ không có cập nhật cái số. Đây. Thấy không? Rồi. Thì anh vừa mới demo và cái việc mà cập nhật nhanh số lượng. Ví dụ rồi mình sẽ tiếp nữa. Những cái sản phẩm này mà nó hết rồi mình có thể lên cho từng cái để mình làm thủ công cập nhật. Hoặc là ở bên ở bên này. Hoặc là mình có thể coi theo lịch sử tồn kho ở đây. Cái kho hàng của mình có cái nút lịch sử tồn kho là sẽ quản lý hết tất cả những cái giao dịch ra vào kho mình, thay đổi số lượng thế nào nó sẽ có mình đây hết. Ông chủ ông mở cái ứng dụng GoSeller ra, ông sẽ coi được lịch sử tồn kho, ông không cần phải lên đến từng kho hàng nào để kiểm làm gì hết. Ngồi nhà ông mới hết giảm cầm điện thoại, ông ngỡ GoSeller ra ông coi được hàng hóa ra vào bằng cái tính năng coi cái lịch sử tồn kho này. À. Rồi về kho hàng đó, thì mình cứ vào cái kho này mình coi thôi. À, chuyển hàng thì mình sẽ thực hiện. Nên là giải thích chuyển hàng thì là mình sẽ và cái nút để mình chuyển từ chi nhánh của mình, chi nhánh A của mình sang chi nhánh B của mình, chứ không phải là giao hàng cho khách hàng nha. Đây. Chuyển từ đâu đến đâu, ví dụ tập 7 chuyển qua 12 chẳng hạn. Chuyển cái gì? Bánh mì baguette đó. Chuyển máy ổ 35 ổ
À, quên cái này là chọn lô hàng tiếp. Địa điểm ở đây là cái vị trí mà sẽ nhập kho. Nhớ cái chỗ vị trí này là đến chỗ này không? Rồi. À, chuyển từ quận 7 sang quận 12 bấm chuyển này. Ở bên kia đếm xong rồi bấm à, thì nó sẽ mình chuyển hàng nội bộ vậy, nó cũng lưu, nó lưu vô kho luôn, nó lưu vô cái lịch sử tồn kho chỗ này luôn. Rồi đây kho bên này trừ đi 35 cái, kho bên này cộng 35 cái đó. Ở mỗi cái ban đầu có 1.000 nhưng cái kho bên này chỉ còn 965, kho bên này có lên đến 1035, và cái giao dịch đó được thống kê bởi cái giao dịch chuyển hàng người tạo bởi là ai. Đây, hết sức rõ ràng. Ông chủ ông nhìn lên ông biết là nhân viên nào bấm những cái này cái này cái này đó, được không? Rồi bộ sưu tập sản phẩm mình có thể tạo thủ công hoặc là tạo mình tạo một bộ sưu tập sản phẩm xong rồi mình có thể thêm cái sản phẩm vào cách thủ công hay là tự làm. Thường là người ta sẽ thêm thủ công tại vì khi người ta tạo từng sản phẩm người ta sẽ chọn bằng cái lúc nãy có demo cái chỗ là mình có chọn bộ sưu tập hay không bỏ vào thì là mình sẽ tạo cái bộ sưu tập sẽ có một cái bộ sưu tập sẵn đi cho nó nhanh, ví dụ bộ sưu tập xe xịn. Bộ sưu tập này tên là xe xịn, có ảnh đại diện, muốn để ảnh gì thì ảnh, và đang chọn là kiểu thủ công và mình đang muốn nó thể hiện những cái gì trên này, có bao nhiêu sản phẩm nằm trong đây thì mình muốn thêm nữa thì mình cứ thêm vô đây luôn. Okay. Thêm vô là nó sẽ ra cái xe xịn, ví dụ anh đánh xe coi nó có cái gì nào, ba cái xe này không có ok vô đó, nó sẽ ra thêm một câu cái nữa này bị lỗi hình rồi mình bấm luôn. Rồi khi mà người ta đi tìm ở trên này sẽ có những cái bộ sưu tập thì người ta sẽ tìm thấy cái bộ sưu tập sẽ chút xíu nữa mình sẽ hiện cái bộ sưu tập lên trên này. Cái này là phần thiết kế cái website, còn cái này là mình đang thiết kế cái bộ sưu tập. Thì đó như lúc nãy mà anh nói tạo sản phẩm á, thì nó có một cái ô chỗ bộ sưu tập chỗ này nè. Đây, ví dụ em chuẩn bị tạo một cái sản phẩm là cái xe gì đó thì em bỏ nó vô luôn, cái nào là bỏ thủ công à. Rồi mình vừa mới view qua hết những cái thông tin liên quan đến sản phẩm, bỏ là cho anh chỗ này không. Vậy là ở trong cái phần tất cả sản phẩm đấy, phần kho sản phẩm đều có thể thêm số lượng tiền kho và số lượng hàng nhập vào của sản phẩm là số. Rồi hoặc là mình muốn nó vào hệ thống mình cho nó chính thống thì mình sẽ có một cái gọi là những cái lô hàng, như nãy nói lô được tạo ra là để mình quản lý những cái sản phẩm theo cái thời gian mà thôi. Ví dụ như tạo một cái lô hàng mới, tên lô hàng, tên lô là xe nhập, mã lô hàng, mã lô hàng thì mình đặt thôi, xe đi, xe mà 1 2 3 4 đi. Ngày sản xuất ngày 1 8 hạn sử dụng, năm năm tháng 10 25 thông báo với tôi khi hết hạn. Thì ở đây nó cũng có giải thích luôn, thông báo là thông báo trước mấy ngày, ví dụ mình thông báo trước 15 ngày, 1 tháng đi, 30 ngày, rồi nhắc tiếp cho tôi trước 15 ngày để tôi biết tôi có cái kế hoạch nhập tiếp. Rồi ở trong cái lô tên lô xe nhập này nè, mình sẽ nhập những cái gì vào, mình sẽ thêm những cái sản phẩm mình sẽ nhập.
thêm xe, tại vì xe mà. Yeah. À, tìm không thấy bị tại sao? Nó tạo Không phải, tại vì lúc mình tạo những cái xe, mình tạo cái sản phẩm xe, mình không có tích vô cái dấu. Ví dụ như cái này đi. Không tìm thấy cái sửa xe nào để lập vô lô, lý do tại vì lúc mà tạo cái sản phẩm mình không có tích vô cái dấu là cho phép nó được quản lý theo lô hàng. Ngay cái chỗ này nó không có. À, tại nàng sẽ tạo một cái sản phẩm mới cho em, nó sẽ có cái dấu, nói chung là setup ngay từ đầu đây, quản lý, có quản lý nó, quản lý theo sản phẩm và có quản lý theo lô hàng sử dụng hay không, ngay từ đầu, ngay từ lúc đầu tiên setup. Nếu mình không tích là giống như sản phẩm này là không có đó, nắm cho này ha. Đó, thì khi mà mình tạo cái lô thì mà mình cũng cần chú ý, tại vì mình là người chủ mà, mình cần chú ý xem rằng là nó có nên tạo ra cái lô hàng cho cái sản phẩm hay không. Thì bây giờ mình vô mình đổi lại cũng được. Thì tại vì bây giờ là anh đã tạo ra cái lô như vậy rồi, mai mốt mình, ví dụ như mai mốt mà anh có nhập cái loại xe nào mới về mà anh quản lý theo cái lô hàng sử dụng thì anh mới bỏ vào cái lô này để nhập về được. À, còn không thì bạn cứ nhập cái số lượng như là nano vậy. Tuy nhiên á, mình cũng có thể thay đổi số lượng theo kiểu đồng loạt như vậy. Ví dụ anh sẽ lọc những cái anh sẽ tìm đến những cái sản phẩm đồng hồ cái này nè, mấy cái mà đang còn không 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 nhiều lắm. Anh chọn đó. Rồi, anh chọn ví dụ vậy đi, anh sẽ chọn hành động hàng loạt. Anh xóa hết tồn kho, hay anh cập nhật kho hàng. Anh cập nhật cho kho quận 7. Biến tất cả những cái con số 0 là thành 300. Nè, nó đang xử lý. Đây là gọi là cái tính năng gọi là cập nhật hàng loạt. Đây là nó 300 300 hết. 300 300. Những cái nào mà mình list mà đây là 300 300 300. Đó, nhiều quá. À, thì đây là gọi là cập nhật hàng loạt. Rồi ở trong cái cập nhật hàng loạt á, nó còn một số cái, ví dụ em đang, nó đang có mấy trăm cái em muốn xóa hết cũng được, xóa luôn nó cũng được luôn, ngừng bán ngay, ngừng bán tức nghĩa là không không bán nó nữa, không hiển thị nó lên nữa, bán ngay tức nghĩa là mở bán lại. Cập nhật giá hàng loạt, cài đặt cảnh báo tồn kho, quản lý kho hàng theo lô hàng. À, bây giờ ví dụ như là bây giờ những cái sản phẩm xe anh copy nó hết. Rồi. Khi mà mình, tại vì những cái này là từ trước giờ chưa có quản lý theo lô hàng mà mình muốn quản lý lô hàng thì nó sẽ hỏi là có muốn trừ hết số lượng của sản phẩm hay không, nếu muốn thì tích vào, nếu không muốn thì ở đây, và nếu mà mình muốn thì mình tích vào thì mình bấm đồng ý là bắt đầu nó sẽ biến cái những cái sản phẩm này quản lý theo lô hàng sử dụng và bắt đầu mình vô cái lô hồi nãy mình mới nhập hàng về đó, và nó nhanh hơn hơn làm tất cả. Đúng cho này không đó. Thì sản phẩm á, thì nó đa hình đa dạng lắm, có người thì bán sản phẩm mà thành phẩm, có những người bán sản phẩm là nguyên liệu, có những người bán sản phẩm nửa vời. Nửa vời tức nghĩa là bán cái thành phẩm nhưng mà chưa thiết kế xong và đợi thêm những cái option. À, cho nên là nó sẽ tùy theo cái gì nhu cầu của khách hàng, cho nên là
Chính vì vậy cho nên là tất cả những cái tính năng này nè, nó mới nhiều như vậy và nó phục vụ đa hình đa diện nhu cầu khách hàng. Thì em cần phải nhớ là ít nhất là em cần phải nhớ lại ha, thằng Google Sale mình có những cái tính năng này nè và nó nằm ở đâu, đó là như vậy thôi. À chứ anh không thể nào mà là đến lúc anh khảo bài em mà anh hỏi ở trong phần tạo lô hàng này có bao nhiêu tính năng có thể chọn thì channel không biết, channel mà channel bây giờ hỏi channel channel không thua. Lý do tại channel chỉ cần biết vô like xong rồi mình sẽ làm tiếp những tính năng gì được không. Rồi mình vừa mới tạo quản lý danh sách sản phẩm giá sỉ quy đổi đơn vị email bộ sưu tập thứ tự đánh giá. Bây giờ mình sẽ đến với những cái quản lý hàng loạt. Đây là ở dưới mình học rồi nè, cập nhật sản phẩm hàng loạt, chuyển các đơn loại hàng giữa các chi nhánh, quản lý đơn hàng theo lô hàng sử dụng, rồi thuế. Rồi mình sẽ đến với cái vụ mà làm hàng loạt cuối cùng mà thường khách hàng yêu cầu em làm nhiều nhất. Nó từ nãy giờ nó không nói, nó đợi nó nói cuối cùng, đó là khi mà khách hàng có cái nhu cầu là anh đã có một list danh sách sản phẩm sẵn rồi, bây giờ không lẽ anh tự bấm từng cái một vậy đó. Thì thường là mình sẽ nhập file Excel và mình sẽ nhập file Excel bằng cách là click vô cái chữ nhập này, nhập sản phẩm thì mình muốn nhập vô cái chi nhánh nào thì mình chọn nó và mình import vào. Tuy nhiên á, không phải là cái file Excel của họ có sẵn là hệ thống mình hiểu, cho nên là mình cần phải cái mẫu, thì tải xuống cái mẫu chỗ này bấm vô nó ra cái mẫu. Thì việc của em là lấy cái những cái thông tin của sản phẩm của họ, em copy và em bỏ đúng vô cái cột này của mình rồi em lưu lại. Ví dụ những cái ô nào bắt buộc ở đây nè là phải có, những ô không có chữ bắt buộc không cần điền, nó nhiều lắm vậy đó. Thì thật ra là nó là những cái cột như vậy, nó là những cái ô ở trong cái file tạo sản phẩm của mình lúc nãy thôi đúng không. Thì thay vì cái giao diện lúc nãy là hàng dòng còn bây giờ nằm ngang, mình điền vô đó, em copy em bỏ vô đây, copy yêu cầu. Ở trong cái phần này nó khó nhất một cái đó là cái hình ảnh. Cái hình ảnh á, nó phải là cái đường link hình ảnh nha, và phải đảm bảo được xem bởi tất cả mọi người. Chứ em gửi vô bằng cái đường link nào trên máy em hiểu thôi, máy người ta không hiểu là hệ thống cũng thôi luôn. Có bao nhiêu cái có thể chứa hình ảnh mà ai cũng xem được, bao nhiêu kho dữ liệu. Right. Pinterest. Cái gì email thôi gì đó, đại loại. Thì khi mà mình làm mình còn phải biết những cái như vậy. Thì một cái hình ảnh á, một cái hình ảnh mà mình muốn biết mình coi được hay không, mình copy cái đường link của nó mình bỏ lên cái trình duyệt phần nhanh mà nó ra được hình ảnh như vậy, tức nghĩa là ai cũng thèm được. Em hiểu chỗ này không? Còn mình copy vô mà mình mở như vậy mình không coi được, tức nghĩa là cái ảnh đó là nó đang chưa có được share hoặc là chưa có được xem bởi tất cả mọi người. Cái cách mình kiểm tra nó cũng như này, nắm như này ha. Đó. Rồi mình điền xong xuôi thì mình bỏ vô đây nè, mình lít vô đây cái mình tìm đến cái file nào đó, hãy bấm em open là mình sẽ import và đóng sản phẩm vào đó, vậy cho nó nhanh đó. Còn về sau về dài về lâu về dài thì mình cứ họ có gửi mình chừng 2-3 sản phẩm lẻ lẻ thì mình cứ tạo gì đó, nắm cho này ha. Rồi còn gì nữa không? Rồi hết. Rồi sau khi mình tạo xong sản phẩm rồi làm sao mà để cho nó lên trên web như vậy, làm sao mà để nó thiết kế cái web như vậy, thì là bây giờ mình sẽ bắt đầu mình đến cái phần thứ hai, đó là phần thiết kế cái giao diện web. Thì ở GoSell mình á, những cái mà liên quan đến web á, thì kéo xuống dưới này ở cái phần cửa hàng trực tuyến. Khi mà lít vào cửa hàng trực tuyến á,
thì tại vì là team anh là đã và đang dùng một cái template cũng đã rồi, cho nên nó có một cái ô đó là giao diện đang sử dụng, nó có một cái khu vực vậy. Còn nếu mà một cái người mà trống trơn chưa làm một cái gì hết á thì chỉ có một cái dòng đó là vào cái kho giao diện chỗ này. À, kho giao diện là gì? À, lít vô ở trong đây nó có những cái giao diện, những cái template nó có sẵn mà bên mình đã tạo sẵn, nó dành cho một số ngành nghề. À, ví dụ như xe hơi, thú cưng, accessory, mẹ và bé, nội thất, thời trang, rau củ quả, skincare, food, bánh, F&B, sản phẩm nữ trang, thời trang, mỹ phẩm. Nghèo lắm. Thì mình ứng với cái ngành nghề nào của khách hàng thì mình sẽ chọn cái giao diện gần nhất với cái ngành nghề đó của họ. Đó, thì mình sẽ chọn. Mình có thể bấm vào sử dụng luôn mà mình chưa hiểu gì về nó thì mình bấm xem trước. Xem trước tức nghĩa là cái giao diện sau khi mà nó hoàn thành là nó sẽ ra như vậy. Hiểu chỗ này ha. Bỏ qua cái vụ mà có cái chữ này đây nha, cái này là máy anh đang bị lỗi gì á, không có cái ô bình như là cái low window đây đâu. À, rồi mình thấy cái mà cái giao diện gì ổn không, à thấy cũng được được thì mình bấm vào chỉnh sửa để mình bắt đầu mình chỉnh sửa nó. Rồi ví dụ như bây giờ là anh bấm chỉnh sửa đi thì nó sẽ ra như vậy, anh xin phép chọn cái mà anh đang sử dụng để cho nó nhanh chứ không có gì. Mình bấm chỉnh sửa thì cũng đồng nghĩa giống như là mình đang chỉnh sửa ở cái mà mình đang sử dụng gì, nó sẽ đạp cái trang như vậy. Rồi nó đang ra cái trang như vậy là cái website của anh bên ngoài gì đó. Đây website của anh đây đó, là bây giờ mình muốn chỉnh sửa cái gì thì mình vô là mình chỉnh. Thì khi mà thiết kế website á, thì với Go Sale á thì là nó có rất là nhiều cái hay, hay nhất ở chỗ là dành cho những cái người không có biết biết code web gì vẫn có thể vô thiết kế lại được. Thì ở trong cấu trúc website nó có ba phần, nó giống như cấu trúc bài tập làm văn, mở bài trong bài kết bài. À, thì bây giờ ở trong cái cấu trúc web nó có ba phần, phần thứ nhất là cái header, phần thứ hai là cái footer ở dưới chân trang, một cái gọi là đầu trang, cái là chân trang, và cái phụ giữa nó gọi là các thành tố, các element. Rồi, đây, ở giữa, cứ ở giữa bao nhiêu cái không mà biết thì đều gọi là những cái element đó. Thì em muốn chỉnh sửa cái nào, ví dụ em muốn chỉnh sửa cái đầu trang thì em lít vô đầu trang, em muốn chỉnh sửa cái chân trang thì em lít vô chân trang. À, rồi trước khi mà chỉnh sửa thì mình cần chú ý một số cái cài đặt chung. Đầu tiên cài đặt chung là chung hết cho toàn bộ thì đầu tiên là logo cửa hàng có không, thì logo của team anh đang để cái bánh sinh nhật nó mấy trái dâu vậy. Pha vi cần biết là gì không? Cái này À, chính xác, pha vi cần là một cái icon nhỏ nhỏ mà nằm ở trên cái website gì nè, cái hình nhỏ xíu trên này. À, có muốn tạo nó hay không? Nếu không muốn thì tắt bỏ trống, nếu muốn thì cũng chèn một cái icon, một cái logo lên gì đó. Thì ở đây á, đội ngũ của mình cũng để sẵn một cái kích thước của nó, ví dụ như logo 80-80 nè, thấy không? Pha vi cần là 48-48. Rồi ứng dụng, logo của ứng dụng là dành cho những người mà sử dụng app ứng dụng mà. Đó, logo này là kích thước 1000-1000. Thì ở đây là mình đề xuất những cái kích thước nó tương thích. Ảnh chờ khởi động ứng dụng, rồi phông chữ chung cho toàn bộ cái web, và thì mình chọn phông, muốn phông gì thì phông đó.
màu sắc chủ đạo đây là màu hồng phấn với màu vàng nhạt nè, thì cho nên em thấy rằng là cái màu chủ đạo của team anh là màu hồng phấn đó, và cái nền nó là cái màu vàng nhạt nè. À, team anh thì các chị trainer là nữ cho nên chọn những cái màu khá là nữ tính, để còn đưa anh vô màu đỏ màu đen không đó. Rồi quyết định là những cái lối tắt ha. Em có muốn hiển thị cái nút gọi hay không? Nếu có thì mở lên và đặt cái số điện thoại gọi vô đây. Các kênh liên hệ nhanh là những cái này nè. Đây nè. Những cái mà lối tắt vô đây nè. Thấy không? Muốn cài nó thì tạo một cái logo bỏ vô đây. Ví dụ dành thêm một cái kênh nào đó nữa đi. Thêm cái kênh gì thì mình bỏ cái logo vô. Đây. Hoặc là nhập thêm logo xong nhập cái tên, nhập cái đường dẫn nó tới là xong, còn không muốn thì hủy. Đây, à, cái gì đây, nội dung pop up xóa đi. Cái này nè bỏ đi, để em bỏ đi mới được, nó sẽ xóa. Pop up, website pop up nghĩa là gì biết không? Là những cái mà nó bưng lên trên mạng, bưng ra pop up là những cái thông tin nào đó, à, dành cho những cái người mà nếu mà muốn thì họ thiết kế một cái lệnh, họ code một cái lệnh nào đó thì họ hiển thị lên, còn không thì họ tắt đi, anh sẽ tắt đi. Rồi có cố định đầu trang hay không, website ứng dụng nếu mà có thì tất là rồi, tất cả bấm lùng tắt rồi mà vậy. Rồi đó em thấy không, anh tắt rồi nó mất cái này rồi nè đó, nó mất tiêu rồi. Bên này tại sao chưa mất, bên này mất rồi nè, thấy không, mất cái open với close window vậy này nè, tại vì anh tắt cái pop up đi rồi. Rồi đó là vừa mới cài đặt xong thì tóm lại ở trong mấy cài đặt chung nè, nhắm mắt lại nghe anh nói để nhớ, trong cái cài đặt chung là mình sẽ cài đặt cái gì, logo, hình ảnh đại diện, ba beacon của web và cả ứng dụng trong đó. Rồi bên cạnh đó chúng ta sẽ cài đặt các lối tắt cũng như là phông chữ màu sắc chủ đạo chung của cái website của mình, đúng không, những cái chung chung nhất được cài đặt ở cái phần này. Rồi bắt đầu những cái riêng nè, cài đặt chung xong mới không cài đặt từng cái. Bây giờ muốn cài đặt từng cái nào thì mình click vào cái đó, ví dụ cài đặt cái đầu trang thì click vô đây. Khi click vào thì em thấy ở phía bên này bắt đầu nó ra một cái gọi là cái chỗ để em chỉnh sửa. Rồi cái màu sắc em muốn chọn màu gì thì em chọn, ví dụ em chọn màu đỏ thì nó ra màu chủ đạo là màu nền màu đỏ, à, màu nền để màu vàng ra màu vàng. Vậy đi cho nó nổi lên không, màu vàng đậm xấu quá à, mình muốn màu gì mình màu. Rồi trong cái chọn màu á, ở GoSee mình cũng thiết kế các bảng màu cho những cái người thiết kế RGB, HSL hoặc là mã H màu, và thường người ta chỉnh theo mã. Em có học về màu không? Nhưng mà em biết được mỗi một màu nó có một cái mã không? Dạ Đó, đó cái mã H nè. Giờ khách hàng nói tôi muốn các bạn chỉnh những cái màu theo màu sắc chủ đạo của logo cũng như là tập đoàn công ty chúng tôi. Em hỏi ngược lại, anh gửi cho em mấy cái mã H màu của anh để em làm màu chủ đạo, thì người ta bắt buộc phải gửi cái đoạn mã bắt đầu chữ thăng này để khỏi cãi nhau.
mai mốt người ta kêu em thiết kế làm theo màu hồng. Ủa nhưng mà màu hồng nó có tất cả ngàn cái màu hồng như vậy nè. Rồi tôi biết cái màu hồng nào là màu của anh chị thích, đưa cái mã hát đây để nói chuyện tiếp. À, lại vậy hiểu không, làm lỡ chỉnh là màu này sao nó sến số dữ vậy ta, có màu nào đẹp hơn không? À, nếu mà không thì mình bấm reset, reset nó nghĩa là không có màu thì nó ra cái màu hình nền, mà hình nền thì em có thể chọn hình ảnh hoặc là màu, và nếu mà em chọn hình ảnh nào đó thì chọn không chọn màu, màu reset luôn, reset ra một cánh trơn đó, thì tùy em, tùy mình đã. Nhưng mà ví dụ ở đây đi lỡ rồi nó ra cái màu hồng hồng chút cho nó đẹp đẹp cho đúng với mấy bà nữ này. Rồi đó đại loại vậy đi, rồi mới cái màu thôi mà là như vậy. Và tới cái hành menu này, hành menu này em muốn là cái dạng gì, menu là cái gì? À, menu nó là cái này nè, danh mục. Em muốn cái cây danh mục của em nó theo dạng nào, thì ở đây á default menu là chỉ có hai cái tab, hai cái phần thôi, đó là sản phẩm và trang chủ. Thì ở đây là đang chọn cái trang chủ sản phẩm thế nào, tại vì mình đang chọn default rồi. Danh mục khác, top menu, go sale, ly test 1, chi 1, test 01, thì đó là tùy mỗi người tạo danh mục. Thì ví dụ như bây giờ anh sẽ chọn cái này đi, anh vô này đi, nó lại chút danh mục chuẩn, không cần dẫn, anh bấm luôn. Trong cái danh mục chuẩn không cần chỉnh này nó có cái gì? Dịch vụ thông tin miếng nợ blog trang chủ, à mình muốn thể hiện cái nào thì mình thể hiện đây. Rồi ở trong cái danh mục á sẽ chọn lên cái, ủa ở trong cái danh mục thì nó có, em hiểu là nó có cái danh mục mẹ, danh mục con. Trong cái danh mục chậm quá, đây chọn công trình mới tạo. Trong cái danh mục mà được thiết lập và anh mới thiết lập chỗ công trình này, nó có trang chủ, sản phẩm, dịch vụ, tính loại, blog, thì sổ nè. Trong cái danh mục sản phẩm nó có các danh mục con là như vậy, dịch vụ nó có danh mục con là thiết kế tiệm, blog nó có danh mục con của mấy cái ông bà này. Thì mình muốn có bao nhiêu danh mục mẹ, danh mục con á, thì mình vào cái cây danh mục này mình chỉnh. Hay nè, bây giờ ví dụ như là anh muốn thêm một danh mục nào đó, anh thêm, anh đặt tên danh mục là xe, xe xịn, thì anh sẽ tìm đến bộ sưu tập sản phẩm là xe xịn. Rồi chọn danh mục gốc là sản phẩm, danh mục gốc nó là danh mục mẹ, bấm luôn. Thì nó là cái danh mục xe xịn nằm ở trong cái sản phẩm. Anh không thích có danh mục mà con minh tết này là anh bấm xóa. Anh muốn bộ bộ sưu tập xe xịn của anh đi lên trên, anh bấm yếu lên. Lên thôi. À, muốn lên trên thì lên. Đây nè, có dấu lên xuống chỗ này. Anh không thích thì anh bấm xóa. Không xui hết thì anh bấm luôn. Bấm lâu xong qua nên anh refresh. Anh refresh thì ở đây nó cũng sẽ tự động điều chỉnh theo những cái mình lâu. Này, hồi nãy chưa lâu nè, chưa lâu cho nên nó trở lại cái chỗ này nè. Rồi bây giờ anh vô anh chỉnh lại, đây có chữ xe xịn rồi, xong xôi chỉnh cái này xong nó thấy ok rồi bấm. À nãy chưa lưu cái màu nữa à, nó bị mất cái màu hồng của anh. Đây nè, anh bấm lưu nha.
Đây. Thấy không? Anh vừa mới điều chỉnh thành menu xong. Sản phẩm dịch vụ. À, vô xe xe. Vô cái bộ sưu tập xe xe. Nó có mấy chiếc xe nãy mới tạo. Bỏ vô. Nãy nhớ chọn bốn cái sản phẩm vô bộ sưu tập xe xe nữa. Một cái nó không có cái hình đó. Cho nên nó còn có ba lỗi đó. Đó. Thì từ nãy giờ mình làm cái gì? Mình tạo sản phẩm, mình bỏ vô bộ sưu tập. Bỏ vô bộ sưu tập xong mình thể hiện lên trên website. Rồi, trở lại. Đó, cái này là header rồi tương tự. Chỉnh footer. Ở trong cái footer này là tiếp tục em muốn nội dung danh mục nó gồm cái gì chỉnh sửa này hết. Menu 1 chuẩn không cần chỉnh, menu 2 là cái gì đó tùy. Menu 2 bỏ trống nó trống trơn. À. Rồi nội dung thông tin theo dõi tất cả những cái này hết. Muốn cài dàn fanpage vô thì dàn vô rất nhiều cái trong cái này, ở bất kỳ một cái thông tin này nè mình đều chỉnh sửa. Ví dụ cái chỗ nội dung danh mục này em đổi lại là danh mục và chuẩn này, không cần gì nữa. Danh mục là cái cột này, anh đổi lại thư một không. Đổi đổi anh hơn một thấy không, thôi đổi lại danh một đi cho nó chuẩn chút. Đây rồi đổi lại bộ sưu tập dịch vụ rồi đổi chỗ này là mình muốn cái dịch vụ này mình có cái gì đó mình bỏ vào cái chỗ số 2 này, menu 2. Còn không là ở dưới đây có cái theo dõi kênh bán hàng của chúng tôi, liên kết với chúng tôi này đây. À, rồi nói chung là mấy cái phông chữ sở chữ hay nghiêng dọc này đó là em rất là rành ở trong Word rồi ha, cái đó mình chỉnh sửa xong rồi đó. Mình muốn đổi màu sắc thì mình đổi. Muốn đổi kiểu gì đổi, chụp tại cái tông nó đang sáng đó, mà không sôi bấm lâu lâu rồi refresh refresh nó ra chân trang màu này à, này không. Rồi bây giờ tiếp tục nãy giờ là chỉnh cái gì, header footer, à bây giờ chỉnh các element ở những cái element ở trong này này quay chưa xong nữa, bên web thì quay xong rồi, bên này quay chưa xong. Những cái element nằm ở giữa giữa này là mình thì cũng tương tự, bất kỳ một cái nào em muốn chỉnh em đều click vào nó để em chỉnh. Và đặc biệt những cái element này nó có ví dụ là nếu em không muốn nó xuất hiện em bấm xóa bên góc này, góc bên phải chỗ này nè mấy chấp chớp không, chỗ này là có cái thùng rác Hãy rồi em muốn cái black cell này đi lên trên thì em bấm lên trên cùng luôn, hết lên được rồi tại vì header nó là trên cùng được không. Em muốn cái black cell này xuống dưới em sẽ đây rồi em bấm lột, em không thích em bấm xóa. Rồi, tất cả những cái định dạng của những cái element này sẽ được tìm thấy ở trong cái ô vuông có ba dấu, ba ô vuông với dấu cộng chỗ này. Ở bất kỳ một mình có nhiều cái element lắm nha, banner quảng cáo trình chiếu bên em thêm bất kỳ cái gì luôn. À, cái video này được anh Minh cài vô là được tạo bởi một cái mã tên em. Em muốn chỉnh sửa video này em thích vô đây không, copy cái đoạn để show up cái mã HTML lên là sẽ đa dạng à. Em muốn tạo cái bản đồ như phía dưới này, một cái này là cái bản đồ nhúng thì em chọn cái bản đồ nhiều
trách nhiệm về element ở bất kỳ cái element nào, ví dụ bài viết blog cho mình chỉnh sửa màu sắc. Lít vô mà nó không ăn nhạc đi chút nó có vẻ hợp với màu nền này đó. Là muốn đổi lại bài viết blog, đừng có để bài viết blog mẹo và chẳng hạn như vậy cho người làm bệnh đó, mẹo và cho người làm bánh ở đây chỉnh sửa lại kiểu chữ cỡ chữ gì ta le. Ok rồi, về website thì đây là một cái có thể là dùng được là mới với bất kỳ ai, thì em cần phải mở cái tài khoản mình lên, ngồi mình vào tạo sản phẩm mới xong xuôi rồi bỏ lên trên website như thế nào, bộ sưu tập như thế nào, rồi chỉnh sửa câu chữ trên website, rồi bấm logo Đó, xuất bản. Với cái lần đầu tiên nhất chỉnh sửa lưu xong là phải bấm xuất bản thì nó mới ra được cái website. Sau khi bấm xuất bản xong rồi thì những lần sau chỉnh sửa mình chỉ việc bấm lưu thôi là mình ra được cái mà sửa. Nhớ nha, cái lần đầu tiên nhất nhớ cái flow hồi nãy là sao, vô chọn cái template ưng cái nào và bấm vô chỉnh sửa, chỉnh sửa xong xuôi thì bấm xuất bản, lưu xong xuất bản chỉ một lần đầu, xuất bản để khoảng 3 4 phút nó mới ra được cái web như vậy à. Rồi phần cuối cùng ở trong website đó là nó có cái tên miền. Cái tên miền nghĩa là cái gì tại sao khi mà mình lít vào tên miền chỗ này nè, tại sao team Chinh Ninh chỗ này trống trơn, lý do tại vì anh đã giới thiệu là team Chinh Ninh đang dùng cái tên miền của GoSell, đây là đuôi là go.gosell.vn, là tên miền miễn phí. Còn khách hàng họ là những công ty họ có cái tên miền riêng của họ thì họ cần phải bỏ vô đây đúng không, mà thường mà đội ngũ IT sẽ hỗ trợ cho họ luôn những cái này, cái này là dạy thêm để em biết thôi, thường là đội ngũ IT mua tên miền xong cho họ là sẽ bỏ vô đây đó. Thì cái tên miền xong xuôi nó sẽ ra ví dụ như là anh tên Quang Minh sẽ là Quang Minh.com.vn hay Quang Minh.com gì đó, nó sẽ ra đặt chứ nó không phải chữ gosell.vn, tại vì đây là tên chân mình. Ok rồi, các câu hỏi này dành cho anh ở phần website này. Các cài đặt hiển thị Facebook chat thì là cái buổi 8 mình dạy, thì là qua cũng đã dạy có video này đó. Ok rồi, có câu hỏi nào không nè? Tên mình thường hay là khách sẽ ví dụ như là khách muốn có tên mình đi là sẽ nhờ bên mình là Nếu họ chưa có phải thì bên mình cũng có mua giùm họ luôn, còn nếu họ có rồi thì cứ đưa tên mình cho mình. có dùng sẵn ở bên mình luôn, bên kia bên kiểu ở bên đó bên chị em trước nói là nếu mà dùng cái có sẵn bên mình đó sẽ có cái đuôi là go sale chấm Cái đó là miễn phí của bên mình, còn nếu mà họ muốn dùng tên miền riêng của họ thì họ phải cài đặt. Rồi ok chưa, mình. rồi ở cái bài này nó được nhận định như sau, nó không hề khó, chẳng qua là với một người mới cần phải thao tác rồi mới quen. Thì bài tập dành cho em á, em lúc lúc em ôn tập á, em về em tạo còn những cái sản phẩm theo các dạng đi, thứ nhất là sản phẩm quản lý theo số lượng bình thường, thứ hai là một cái sản phẩm tạo theo quản lý theo email series, rồi em thực hành làm sao để nhập cái sản phẩm nó vô hệ thống, rồi tạo xong xuôi hết rồi bỏ lên trên web cho anh đó, là xong bài hôm nay vậy thôi. Ok rồi, không biết gì cứ hỏi nha. Làm sao để em log in GoSell admin? Log in thì đơn giản thôi. Cảm ơn em đã đặt câu hỏi. Khi mà một khách hàng họ ký hợp đồng với mình thì họ sẽ được gửi cái ID và cái password vào mình vào cái trang admin.gosell.vn mình đăng nhập. Ví dụ anh sẽ đăng xuất cho em coi.
anh đăng xuất xong thì nó sẽ ra cái trang này đây nè, anh sẽ gửi qua đây cho em. Khách hàng ký hợp đồng xong thì họ sẽ vào đây, họ nhập ID và password, họ bấm đăng nhập xong xuôi nó sẽ vô cái trang này, rồi bắt đầu mình tạo những sản phẩm như nãy giờ anh đang hướng dẫn. Ok chưa bạn Linh Nguyễn? Alo, alo. Bạn có thể test bằng account công ty cấp. Account công ty cấp là account để cho mọi người test đó, chứ còn công ty không có đưa các bạn từng một tài khoản của khách hàng đâu. Mình quậy người ta sao được. Ok nha. Rồi, ok. Rồi, sẽ thôi anh kết thúc cái buổi ở đây ha.